Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay của kênh Social TV. Tiếp tục cập nhật nhiều tin tức mới của đàn gà con để ông bà cô chú anh chị em chúng ta cùng biết nhé. Hôm nay như chúng ta đã biết, ngày Chủ nhật ngày 18 tháng 6 là ngày lễ Father Day, chính là ngày lễ của cha. Do đó, Thiên Ngân cũng rất là có nhiều cảm xúc. Cô bé đã viết lên trang fanpage của mình: Thiên Ngân đang cảm thấy biết ơn. Hôm nay là ngày của cha. Happy Father Day. Cầu mong cho những người cha, những trụ cột vững chắc của gia đình sẽ luôn có được nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc. Mong cho người cha Triệu Nguyễn Văn cao cả của con sẽ luôn có thật nhiều nhiều sức khỏe. Ở mãi bên tụi con, mãi mãi là trụ cột vững chắc của gia đình nhỏ này. Sau bao năm vất vả nuôi con, thì con mong con của ngày hôm nay sẽ làm cho cha tự hào một phần nào. Dù con biết con chưa làm được gì lớn lao cho cha hết, con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để cho cha vui lòng nha. Con chỉ cần cha có sức khỏe thôi hà. Chúc ba Quỳnh Mạnh Nguyễn một ngày Father Day ấm áp bên gia đình, luôn có nhiều sức khỏe và gia đình mình sẽ luôn bên nhau, ba hen. Lâu lắm em mới chúc ngày của cha nên xúc động viết không được luôn cả nhà ơi. Hãy yêu thương ba của mình nhiều hơn cả nhà nha. Vậy là Thiên Ngân đã trưởng thành trong ngày của ba, có những lời chúc phải nói là cực kỳ xúc động cho một người ba ruột là chú Triệu và một người ba về nâng đỡ tinh thần, đó là ba ca sĩ Mạnh Quỳnh. Và bức ảnh mà Thiên Ngân có đăng tải đoàn tụ cả nhà mình, ai nấy cũng rất là vui vẻ. Vậy là ngày lễ của ba năm nay, bé Thiên Ngân đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng như nỗ lực cá nhân để có thể làm cho ba an tâm phần nào, cũng như sẽ cố gắng làm cho ba mình hãnh diện về mình hơn nữa trong tương lai. Và Thiên Ngân cũng cầu chúc cho ba mình có thật nhiều sức khỏe. Lời nhắn gửi cuối cùng của Thiên Ngân dành cho mọi người rất là hay: hãy yêu thương ba của mình nhiều hơn cả nhà nha. Dưới bài bình luận cũng có rất nhiều bình luận của fan hâm mộ để lại điều khen với Úc Thiên Ngân là một người con gái hiếu thảo, và thật sự trong ngày của ba, ai nấy cũng muốn dành cho ba mình những lời chúc, những việc làm ý nghĩa hay nhất, và đặc biệt luôn cầu chúc cho ba của mình có thật nhiều sức khỏe. Bé Úc Thiên Ngân là một người con gái rất giàu tình cảm, do đó những lời chúc của Thiên Ngân nhận được nhiều bình luận khen rất là nhiều. Cảm động quá con gái Thiên Ngân. Mọi người chúc cho hai người ba của con thật nhiều sức khỏe, mãi yêu. Hôm nay là ngày lễ của cha, cũng nhằm ngày mùng 1 của tháng 5. Do đó, mới đây nhất thì quản lý Diễm Phạm có chia sẻ những bức ảnh ở tại nhà hàng chay. Hôm nay thực khách đến quán chay thưởng thức các món ăn rất là đông. Nhìn những bức ảnh Diễm Phạm chia sẻ, khách tấp nập ở ngoài cửa quán cũng rất đông. Thực khách chờ có bàn trống mới được vào, và bên trong quán thì bàn nào cũng đầy ắp khách như thế. Khán giả rất vui mừng. Diễm Phạm chia sẻ: mùng 1 tập thể chúng em hân hạnh phục vụ, và sự đông khách này đã làm khán giả rất an tâm, cũng như khen cho sự quản lý của Diễm Phạm. Và một điều, nếu chân thực khách ở nơi đây nữa, chính là chất lượng phục vụ các món ăn trên cả tuyệt vời.